Hôm nay Tika Vlog cùng Zuki Shop em sẽ test ba con sói. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tika Vlog đây. Hôm nay mình sẽ cùng một người bạn là Zuki Shop em test ba con sói cho các bạn xem. Các bạn nhớ xem đến hết video. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ tụi mình nhé. Khi mấy anh em mà rảnh nghĩ ra ý tưởng nó hơi táo bạo xíu, hơi dơ. Hy vọng là sẽ không bị các bạn ném đá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh nha. Thì cái này như mấy anh em đã biết là cái gì rồi. Những anh em là quốc ngựa chi phong hay là có tư thế phượng đế bế quan âm rồi là biết. Phượng đế bế quan âm tao biết nha. Thì chúng ta hôm nay đo độ giãn của nó, coi nó giãn cỡ nào nha. Đây là cái giòi nước. Nhớ quá anh em ơi. Nhìn chắc nha, nhìn chắc nha. Từ từ thôi, từ từ thôi. Các bạn thấy gì chưa? Nhìn cho chảy nước vô thôi nè. Thấy cái này không được. Cái này cao cao lắm được. Rồi. Cái này cho những người này cỡ người Mỹ nè. Quốc ngựa chi phong. Mỹ hay châu Âu gì á. Cái này vào cái này đu ghét nha. Vào. Còn tầm trung thì ok rồi được. Chúng ta nó giảm thì cỡ nào nha. Có giờ mình cũng chưa biết xài cái này là cái gì luôn á. Quá rồi, quá to rồi. Mình thấy chưa dôi á anh em. Quá rồi. Gần 10 lít nước rồi. Đấy nó bị xì kìa. Nó bị lủng ngỡ. Thôi bao không chất lượng, bao không chất lượng. Ôi. Nó bị xịt. Rồi. Xong. Tại nó xì cái đó thôi. Không anh thì nó bể. Ôi nó cũng phải bự. Thôi tiếp. Vậy là xong rồi. Xong rồi vậy là bể rồi. Bể rồi. Khoảng 10 lít, khoảng 10 lít nữa. Sao thời gian cố gắng nữa. Này thì rất là chất lượng nên anh em cứ việc mà bắn mà xả thoải mái. Bắn mà xả thoải mái. Chúng ta nên không có sợ gì nữa hết. Bắn mà xả thoải mái. Rồi chào anh em. Mong anh em ủng hộ kênh của mình. À, Zuki Shop em và Tika Vlog. Hai kênh có hai anh em.